Khi mà nhắc đến thương hiệu ZTE thì nhiều anh em sẽ không biết đây là thương hiệu nào, tại vì ZTE thì không quá nổi bật tại Việt Nam. Nhưng mà khi mà nhắc đến Nubia, Red Magic hay là mấy con điện thoại gaming phone thì anh em sẽ nghĩ ngay đến con Red Magic 5 này, Red Magic 5S này, Red Magic 6 này, 6 Pro đầu tiên đúng không? Thì ZTE chính là công ty Nubia, Red Magic đấy các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ demo một cái sản phẩm mới đến từ ZTE và nó có tên là Blade A51. Ở đây là một cái sản phẩm mà có một cái mức giá phải gọi là rẻ, khi mà nó chỉ có mức giá khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu đồng thôi. Vậy thì với một cái sản phẩm rẻ mà lại đến từ nhà ZTE thì thực sự nó có ngon hay là không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đập hộp và trải nghiệm về em ZTE Blade A51 này nhá. Và đường link mua hàng của em ZTE Blade A51 này thì mình sẽ để ở ngay phần mô tả video cho anh em. Nghe bảo là đợt này đặt hàng con ZTE Blade A51 thì anh em sẽ nhận thêm được một cái tai nghe cùng với lại giảm giá trực tiếp gì đó, thì chi tiết anh em xem ở phần mô tả. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, với hộp của ZTE Blade A51 thì mình thấy rằng là họ làm khá đơn giản. Các bạn sẽ có ZTE Blade A51 ở đây. Đó, các bạn sẽ có Blade lại thêm một lần nữa. Và ở đây các bạn sẽ có cho mình cái spec của em nó, như kiểu là email, rồi phiên bản RAM, ROM các kiểu. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn. À, ở bên dưới thì sẽ có tem xuất nhập khẩu nhé. Tại vì đây là một cái sản phẩm hàng chính hãng được bán ra tại Việt Nam, thế nên là bảo hành bảo hiếp các kiểu là 12 tháng luôn, các bạn yên tâm nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là unbox luôn để xem là bên trong hộp của ZTE Blade A51 thì có cái gì. À, có một cái đóng gói khá là hay, là con ZTE này họ đóng gói theo cái kiểu là như kiểu là mấy cái hộp kẹo các bạn. Đó, chúng ta sẽ mở ra lấy ra toàn bộ tất cả phụ kiện bên trong ở đây, và các bạn sẽ có một chiếc ốp lưng này. Đó, đây là một trong những phụ kiện mà mình nghĩ rằng là cực kỳ cần thiết khi mà chúng ta mua con máy này. Có sách hướng dẫn sử dụng này của ZTE luôn. Rồi các bạn sẽ có ở đây là que chọc SIM mà được gói trong một cái túi zip cực kỳ đàng hoàng luôn. Và các bạn sẽ còn có ở đây là bộ phụ kiện của nó, bao gồm là một cái dây sạc Type-C cũng có bọc điếc đàng hoàng các bạn ạ. Rồi các bạn sẽ còn có ở đây là một cái củ sạc. Thì có một cái điểm trừ của củ sạc này là nó chỉ có công suất là 5V 1A, tức nghĩa là nó chỉ có công suất sạc là 5W thôi nha các bạn. Và thật sự là nhìn cái củ sạc này thì nó cũng chưa được uy tín lắm. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với ZTE Blade A51. À, tại vì căn bản á, là mình biết tới ZTE nhiều hơn ở cái dòng điện thoại Ason, vì dòng điện thoại Ason thì quá ngon rồi. Những con như là Ason 10 Pro, Ason 5G các kiểu đúng không? Đó, thì đây là dòng Blade, một cái dòng Blade, dòng A mà có mức giá rẻ hơn, đánh vào cái đối tượng mà chỉ có mức giá khoảng tầm là 100 hoặc là 200 đô đổ lại thôi. Thì với con ZTE Blade A51 mình đã có ở đây thì sẽ là một chiếc máy nguyên siêu mà mình vừa dán lại. Tại vì căn bản là con này thì mình đã bóc siêu trước để review cho anh em rồi. Thì những thông số nổi bật của nó bao gồm màn hình 6,52 inch này, octa-core này, có vân tay này, có camera kép này. Đó thế thôi. Còn ở mặt sau ấy thì sẽ có một cái seal ở đây để cho chúng ta thấy được là cái email này, rồi một vài cái thông tin khuyến cáo từ nhà sản xuất, ví dụ như là không được lắp bóc pin ra. Căn bản đây là một chiếc máy hàng nguyên khối nên là mình cũng không biết rằng là họ sẽ bóc pin ra hoặc là người dùng sẽ bóc pin ra kiểu gì. Một cái điểm đầu tiên mình thấy rằng là con ZTE Blade A51 này có cực kỳ nhiều điểm chung với lại những chiếc điện thoại giá rẻ trong tầm này. Đó chính là thiết kế mặt lưng của ZTE Blade A51 ấy, thì nó thực sự rất là giống với những chiếc máy mình có thể kể tên, ví dụ như là con Tecno Spark 5T, Tecno Spark 8C này, hoặc là một vài con máy đến từ nhà Xiaomi hoặc Realme trong tầm này. Thiết kế mặt lưng của nó sẽ là dạng nhựa và các bạn sẽ có những cái vân ở đây. À, cái vân của nó thì có cái độ nhám rất tốt nhé, và nó sẽ có họa tiết vân kim cương ở những cái đường này các bạn. Nói chung á, là về phần mặt lưng và từ nhựa thì đây là điều hết sức bình thường của những chiếc điện thoại giá rẻ, và mình thực sự thích cái mặt lưng nhám này, không bám lại mồ hôi dưới vân tay, cũng như là chống xước rất tốt. Các bạn sẽ có vân tay ở phần mặt sau nhé. Đây là một trong những điều mà điện thoại giá rẻ tầm này ít con nào có. Có camera kép 13 chấm, tuy nhiên thì camera kép của những dòng điện thoại giá rẻ thì các bạn cứ coi như nó là một cam đi, vì không có cam góc rộng và những cái tính năng chuyên sâu của nó thì cũng không có nhiều thứ hay ho lắm. Đèn flash này, các bạn sẽ có dòng chữ AI camera này. Rồi bên dưới các bạn sẽ có vị trí của loa của ZTE Blade
A51 nó nằm ở đây. Đây là một trong những điều mà mình rất hiếm thấy, tại vì thường điện thoại bây giờ sẽ làm loa ở ngay cái phần cạnh dưới này, còn con Blade A51 thì nó sẽ nằm ở mặt sau. Các bạn đừng có lo ngại về cái việc là chúng ta để trên mặt bàn thì nó bị che mất, tại vì ZTE họ đã làm một cái G ở đây, các bạn thấy này, nên là khi đặt trên mặt bàn thì nó vẫn phát âm thanh một cách ngon lành nhá. Bên cạnh phải các bạn sẽ có phím nguồn tăng giảm âm lượng, bên cạnh trái các bạn sẽ có vị trí khai SIM, và mình cũng sẽ kiểm tra luôn để xem là con này sẽ dùng cái kiểu SIM gì nhá. Các bạn đợi mình một xíu nhé. Rồi, để xem nào. À, như vậy là con này dùng SIM line các bạn ạ. Tức là chúng ta phải hy sinh là hai SIM thì không có thẻ nhớ, hoặc là có thẻ nhớ thì chỉ dùng được một SIM. Nói chung là nếu như mà ZTE làm cái khai SIM full ấy thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Ok, bên trên thì các bạn sẽ có jack cắm tai nghe, đây là điều không thể thiếu trên những con điện thoại giá rẻ. Còn quay trở đến phần mặt trước ấy, thì con ZTE Blade A51 thì nó sẽ có kích thước màn hình là 6.52 inch, và các bạn sẽ có tấm nền là IPS LCD, cùng với đó chính là độ phân giải HD Plus. Nhìn chung thì màn hình của Blade A51 trong tầm giá thì cũng chưa phải là quá ấn tượng, và nó vẫn chỉ dùng cái công nghệ màn hình là giọt nước thôi, chưa có đục lỗ, nhưng mà tầm giá này thì cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. À, viền của nó còn hơi dày nữa này. Nói về chất lượng hiển thị ấy, thì màn hình này mình thấy độ sáng của nó chưa cao đó, các bạn thấy không, bật mắt sáng rồi nhưng mà cũng chỉ mới ở mức đủ nhìn thôi, nên là nếu như các bạn ra ngoài trời thì kèo này hơi căng. Rồi, còn về góc nhìn thì mình thấy là với màn hình IPS LCD thì có góc nhìn khá là ổn, nếu chúng ta nghiêng khoảng tầm là như thế này thì vẫn có thể là nhìn tốt. Có thể là do cái studio của mình khi mà quay lên thì sẽ có bóng đèn ở bên trong, nhưng mà ở ngoài thì nó nhìn vẫn ổn nha các bạn. Và với cái phần camera selfie này thì nó sẽ có độ phân giải đó chính là 5 chấm nhá, cũng không phải là quá cao. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên phần bên trong. Thì với sản phẩm ZTE Blade A51 thì cách làm phần mềm của nó cực kỳ giống so với nhà Nokia. Đó là gần như là nó bê nguyên cái giao diện gốc từ Google sang, các bạn thấy không, ngay ở cái icon màn hình chính thôi, hoặc là cái hình nền thôi, hoặc là cái cách mà kéo từ cái app ra, thì các bạn thấy rằng là nó cực kỳ giống so với giao diện thuần Google luôn. Và kể cả là trong cái phần cài đặt này thì ZTE chỉ tùy biến một số cái icon thôi, còn lại căn bản thì mình thấy đều giống Google hết. Cách này thì mình thấy rằng là nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện nó nhẹ hơn, nó mượt mà hơn, và không có quá nhiều sự tùy biến ở đây. Đó. Và con này thì theo như mình kiểm tra thì nó đang ở cái phiên bản Android 11. Nói chung là cũng là một cái phiên bản Android tương đối mới. Và về phần cứng ấy, thì mình cũng xin nói luôn, con ZTE Blade A51 thì nó dùng một con chip đến từ Unistock và có tên là SC9863A 8 nhân, max core của nó sẽ là 1.6 GHz. Cùng với đó các bạn sẽ có 3GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Thực sự là với con chip Unistock này thì hiệu năng của nó cũng chưa phải là quá đỉnh cao, nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng đây là một chiếc điện thoại giá rẻ 2-3 triệu thôi, thì với số điểm là tua 127.000 nó cũng sẽ là ổn rồi. Về trải nghiệm sử dụng hàng ngày của mình với con ZTE Blade A51 này thì mình thấy rằng là nó ở cái mức là có thể đáp ứng được. Đôi lúc là khi mà chúng ta dùng thì nó vẫn có những tình trạng ví dụ như là nó bị chậm này, hoặc là nó bị lag, thì giá rẻ mà làm sao mà tránh được anh em đó. Hoặc là khi mà chúng ta vút ra ngoài thì nó sẽ đôi lúc nó sẽ có tình trạng slow motion nhẹ, nhưng mà hãy quay trở lại với mức giá khoảng tầm trên 2 triệu và dưới 3 triệu thì cũng khó có em nào có được trải nghiệm mượt mà hơn. Về phần trải nghiệm game ấy, thì con máy này nó cho mình một trải nghiệm game mà mình đánh giá là khá ổn trong tầm giá. Anh em có thể chơi Liên Quân được ở mức là 60 FPS. Và ngay sau đây là cái phần test game nhẹ nhẹ của mình. Ok, mình cũng sẽ test game nhẹ nhẹ trên con ZTE Blade A51 này, để xem con này mà chơi game thì nó sẽ như thế nào với con chip là Unistock rất là lạ này nhá. Nhìn chung là con này có thể chơi được 60 FPS này. Với cạnh đó thì nãy giờ mình chơi khoảng tầm 8 phút rồi, máy cũng khá là ok. Có đôi lúc được drop FPS nhưng mà drop sâu nhất thì xuống chỉ tầm là 45 FPS thôi. Đây, combat FPS xuống 42. Drop sâu là khoảng tầm 35 FPS nha các bạn. Nhìn chung là trải nghiệm chơi game trong tầm tiền này là khá ổn rồi, khá ổn. Combat lớn FPS tụt xuống 30. Cũng tương đối ngon các bạn ạ. Tầm khoảng tầm 2-3 triệu một chiếc máy chơi game chữa cháy thì em này cũng có thể là đáp ứng được. FPS loanh quanh duy trì khoảng tầm 45. Nhưng mà thường thì nó sẽ là 57, 55 đến là 60 nhé. Những lúc mà chúng ta combat lớn hoặc là đánh quái hoặc là có giao tranh ấy, thì mới bị tụt nhiều thôi. Còn bình thường đánh như này thì mình thấy vẫn rất là ổn.
Tại vì đại đa số những chiếc máy trong tầm này thì cũng chỉ loanh quanh ở mức là 30 FPS thôi. Con này chơi được cái mức FPS cao hơn là khá tốt rồi. Này, đánh thường đấy các bạn. Ok, để combat nốt phát cuối phá trụ nào. Đồng quá. Trời ơi, đồng quá. Ok, nói chung á, là trải nghiệm game Liên Quân của con này khá ổn nhá. Trong tầm giá thì nếu bạn nào mà muốn kiếm một con để chơi game chữa cháy thì em này vẫn có thể là đáp ứng được. Rồi, anh em xem tech game thì anh em cũng đã thấy rằng là con này thì nếu như anh em mà muốn chơi game chữa cháy thì cũng có thể là ổn áp đúng không? Nói về chất lượng chụp ảnh trên con Blade A51 ấy, thì thực sự mình không quá ấn tượng lắm. Và cái chất lượng camera trên cái sản phẩm này thì nó cũng chỉ ở cái mức đó chính là đủ chụp thôi. Đó, đây là camera sau này, một tấm ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng này. Thì cảm giác là cái nó cân bằng trắng không được tốt lắm, màu bà nó hựu cháy nhẹ. Đó, nhưng mà đổi lại thì màu xanh nhìn cũng khá ok đúng không? Chi tiết thì ở cái mức là vừa đủ. Ở đây là trong điều kiện ánh sáng ban ngày này. Thì các bạn thấy rằng là chi tiết của nó thì cũng không phải là quá tốt lắm. Không có camera góc rộng nên là chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều chế độ chụp ảnh ở đây. Và cái phần camera trước của em nó thì sẽ có độ phân giải là 5 chấm. Nhìn chung là cũng có thể dùng nó để gọi video call, hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng với những ứng dụng như là Facebook các kiểu, nói chung là được. Đến với những điểm tiếp theo thì con này sẽ có pin là 3200 mAh. Các bạn không nghe nhầm đâu, 3200 mAh. Và mình thấy rằng là với một chiếc máy này cộng với viên pin 3200 mAh thì nó có một chút gì đó hơi ảo ảo. Nếu như mà nó được trang bị viên pin khoảng tầm 5000 hoặc là 6000 mAh thì cũng sẽ là một yếu tố cạnh tranh rất tốt trong tầm giá. Thôi, dẫu sao thì ZTE đã mất công design con máy này rồi thì mình cũng xin đánh giá về thời lượng pin luôn. Là mình khá bất ngờ về cái dung lượng pin 3200 mAh đang có trên em này. Bất ngờ đầu tiên là về phần dung lượng của nó thấp. Nhưng bất ngờ thứ hai đó là không ngờ viên pin 3200 mAh của chiếc máy này nó lại trâu đến vậy. Đây, các bạn có thể thấy rằng là mình đã dùng và phần trăm pin còn lại của nó sẽ là 76% pin đúng không? Nhưng ở trong cái phần việc sử dụng pin này, phần cứng này, thì các bạn thấy rằng là cái thời gian bật màn hình của em nó đã là 1:49. Tức nghĩa là 76% pin trừ 100 là 14% các bạn ạ. 14% mà dùng được gần 2 tiếng, ảo thật sự đấy. Mình cũng không biết đây là có phải là một cái gì đó cực kỳ ảo hay không, nhưng mà nếu mà để đánh giá chi tiết hơn thì chắc là mình sẽ đánh giá lại trong một video ngày hôm sau nhá. Nhưng mà mình nghĩ rằng thời gian sử dụng pin liên tục của em này cũng sẽ rơi vào khoảng tầm là 4-5 tiếng, thậm chí là còn trâu hơn nếu như mà cái thông số hiển thị trên các màn hình này nó chính xác. Và em này cũng không có sạc nhanh đâu, cái công nghệ sạc nhanh nhất của nó cũng chỉ là 10W mà thôi, nên là sạc viên pin 3200 mAh cũng khá là lâu đấy các bạn ạ. Nhìn chung là với mức giá của một chiếc điện thoại giá rẻ thì em ZTE Blade A51 này nó đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng phổ thông. Cần một chiếc máy dùng được, cần một chiếc máy có màn hình hiển thị ổn, cần một chiếc máy mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng hàng ngày. Và có, nói chung là ngon hơn so với Samsung, ngon hơn so với Realme hay Oppo trong tầm này. Thì con ZTE Blade A51 cũng là một cái sản phẩm mà đáng để anh em quan tâm. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Và với mức giá như vậy, các bạn có lựa chọn chiếc máy này không? Đừng quên comment và để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào.